Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Hôm nay Hương cũng có một ngôi nhà này nè. Một ngôi nhà mới tinh kho luôn, vừa mới hoàn thiện là Hương Ú đã đến cập nhật thông tin cho quý anh chị mình liền và ngay luôn ạ. Đây là mẫu nhà mới được tọa lạc là gần khu công nghiệp Cầu Tràm, trên trục đường của Đinh Đức Thiện nối dài. Thì từ đây mà quý anh chị mình ra đường Đinh Đức Thiện nối dài ngay khu công nghiệp Cầu Tràm là cái hướng này. Từ đây mà mình ra đó thì tầm khoảng là 3 phút thôi, quá thuận tiện cho quý anh chị mình ha. Là mình đụng ngay khu công nghiệp Cầu Tràm, ngay chợ Trung Thành luôn. Và nếu mà mình ra cái đường nhựa thôi, đường nhựa lớn thì đâu đó tầm khoảng là 500m. Đường xá thì rộng rãi nè, thông thoáng, xe hơi, xe tải mình có thể di chuyển vào tới bên đây luôn anh chị ha. Mẫu nhà này là mẫu nhà mới với một cái diện tích là ngang năm và dài vào thì tới tận là 25, một trệt, một lầu, cho quý anh chị mình là 3 phòng ngủ, một phòng thờ và 3 nhà vệ sinh. Có sân trước cho quý anh chị mình đậu xe hơi thoải mái và bước vào trong sẽ là một cái lớp cửa bằng sắt sơn tĩnh điện, bốn cánh vô cùng là dày dặn và chắc chắn. Nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc, đường thông hai hướng. Cho quý anh chị mình về sinh sống rất là thoải mái, rất thuận tiện gia đình mình ở các trung tâm quận huyện như là quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Phú Nhuận. Quý anh chị mình di chuyển con đường tiết mạch là con đường quốc lộ 1A chạy vào đường Đinh Đức Thiện nối dài qua khu công nghiệp Cầu Tràm. Thì đến đây là tầm khoảng là 30 đến 35 phút thôi anh chị ha. Đang tìm một ngôi nhà có xe hơi thì quý anh chị mình đừng vội vàng mà lướt qua mẫu nhà này. Sân của mình rất là rộng cho quý anh chị mình đậu xe thoải mái và tặng luôn cho mình là một bộ ghế đá ở đây. Và hai bên đã làm cho mình một dàn tiểu cảnh nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Mẫu nhà của mình là mẫu tân cổ điển nhìn rất là sang. Tông gu của nó là màu trắng nhìn rất là đẹp anh chị ha. Và sẽ bước vào trong sẽ cho quý anh chị mình là một cái khu vực không gian phòng khách. Giá tổng của ngôi nhà mình chỉ có là 2 tỷ 550 triệu thôi. Còn thương lượng trực tiếp ngay và chính chủ sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, quý anh chị mình đi công chứng trong ngày lúc nào cũng được cả. Và hướng nhà mình là nhà hướng đông. Gia đình mình mà đang theo phong thủy tìm một ngôi nhà hướng đông thì mẫu nhà này quý anh chị mình cũng có thể là dành một ít thời gian trem hương ú để mình có thể về trải nghiệm thực tế anh chị ha. Một vị trí đẹp vô cùng là tiện luôn. Một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và hiện hữu. Mặt đường trước nhà mình đó là con đường đá xanh rộng tầm khoảng là 5m, thoải mái cho gia đình mình luôn nha. Đây sẽ cho mình là một cái khu vực không gian phòng khách đây ạ. Thì mỗi bên vách tường bên gia chủ của Hương đã ốp PVC sẵn hết cho mình luôn, nên bước vào bên trong ngôi nhà rất là thoáng và mát. Và trước tiên bước vào sẽ làm cho mình là thêm một bộ cửa bảo vệ nữa, đó là một bộ cửa bằng sắt, sơn tĩnh điện và kính cường lực dày dặn chắc chắn vô cùng. Trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khối, hệ thống đèn đã full đầy đủ. Ở giữa sẽ làm cho mình một cái quạt xay nữa đó, nên không gian phòng khách của mình rất là mát anh chị ha. Tường bên đây thì mình cũng làm PVC luôn. Thường thì Hương hay review chú chị mình là thường ngôi nhà nào mà mình bước vào mọi bên vách đều ốp PVC thì bước vào ngôi nhà rất là thoáng và mát và tôn vinh cái vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà mình anh chị hết. Cầu thang thì bên Hương tận dụng để ở giữa, có thể ngăn lại khu vực không gian bếp và khu vực không gian phòng khách. Nhà bếp của mình thì rộng rãi. Đây là mẫu nhà mới hoàn toàn 100% anh chị ha. Trước cái việc xách vali dọn đồ vào ở thôi, quý anh chị mình không cần phải làm thêm bất cứ thứ gì cả. Và giá của nó thì giá tổng lúc nào Hương cũng báo trực tiếp rõ ràng công khai đầu clip. Đây là giá thực sự 100%, không xạo không ảo để tránh mất thời gian của nhau anh chị. Khu vực không gian bếp thì bên Hương sẽ lắp đặt cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304, không gian nấu nướng ốp lát sạch sẽ mọi nơi cho quý anh chị mình rồi luôn nha. Ở chính giữa khu vực bếp của mình vẫn gắn cho mình một cái bóng đèn pha lê ở đây nữa, để một cái bàn ăn nữa là rất là đẹp và sang anh chị nhé. Có một cái phòng ngủ ở phía bên dưới nữa, nhưng mà quý anh chị mình, ông bà đang tìm một ngôi nhà có cái phòng thì đây cũng có cái phòng sẵn gia đình mình nè. Giá của nó ưu đãi luôn, chỉ có 2 tỷ 550 thôi. Về đây thương lượng trực tiếp nữa, chứ không phải là giá đó là giá chốt đâu anh chị ha. Vẫn còn thương lượng cho gia đình mình luôn. Mình cứ về đây khảo sát thực tế, nếu mà ok cái nhà thì Hương sẽ cho quý anh chị mình gặp ngay chủ để thương lượng. Khu vực sân sau cho mình, nhà vệ sinh thì nằm đây, đầy đủ công năng, tiện nghi hết rồi, không thiếu bất cứ thứ gì hết anh chị. Anh chị cứ yên tâm. Về đây mình làm một cái mái tôn, mái hiên ra, mình che lại cho nó không gian này được mát mẻ hơn. Quý anh chị ơi, có nhiều khách hàng á
hai nhắn tin cho Hương và cũng hai điện thoại cho Hương, nhưng mà chưa xuống đây xem nhà. Thì em Hương xin lỗi quý anh chị, Hương sẽ không làm giá được ha. Quý anh chị mình thông cảm cho Hương về cái vấn đề đó. Nếu như mà quý anh chị mình xem cái video này mà có ưng ý một cái mẫu nhà nào đó bên kênh nhà xịn của Hương á, thì quý anh chị á cứ về đây đi, mình dành ít thời gian thôi, mình cứ về đây mình khảo sát thực tế coi như thế nào, coi đường xá nó như thế nào, rồi lúc đó nếu như mình ok hết đường xá thì em Hương Ú sẽ cho quý anh chị mình gặp ngay chính chủ để mình thương lượng một cái mức giá tốt nhất luôn. Chứ mà quý anh chị mình chưa về đây xem nhà và mình đã làm giá qua điện thoại rồi thì cũng khó cho Hương lắm ha. Ví dụ như cái giá đó mà chủ người ta sẽ bán được đi, rồi cái Hương vẫn báo lại với khách hàng là nhà này chủ bán cái giá vậy đó, cái quý anh chị mình xuống đây cái chê đường chê này chê kia rồi cái bỏ kèo không mua, thì cái người á, cái người mà mất uy tín á không phải là quý anh chị đâu mà là em Hương á. Em Hương sẽ mất uy tín bên chủ nhà rất là nhiều đó, nên cái vấn đề đó thì cũng hơi được tế nhị, nên là quý anh chị ơi thông cảm nha. Mình cứ ưng ý thì mình cứ về đây mình cứ coi thực tế, nếu mà ưng ý hết á, vị trí đường xá mình quyết định mình mua thực sự á, thì Hương hứa là sẽ là một cái mức giá tốt nhất để cho quý anh chị mình về mua ở cho ha. Chứ mình đừng thương lượng trước mà mình chưa về đây thì cũng rất là khó. Thà mà quý anh chị mình đã về đây xem mẫu nhà này rồi, thực sự là đã xem rồi, mình về nhà mình ngứt máy lên mình điện cho Ú để mình trả giá với chủ nhà thì cái đó thì được. Còn nếu như mình chưa hề xuống đây xem nhà thì xin lỗi quý anh chị mình là đừng trả giá qua điện thoại ha, đừng có trả quá qua online, Hương không làm được giá cho đình mình đâu. Mong là quý anh chị mình thông cảm cho Hương Ú và bỏ qua nhé. Và giờ thì Hương Ú mời quý anh chị mình di chuyển cùng Ú lên khu vực không gian tầng 1 để mình có thể khám phá thêm ạ. Quý anh chị thân mến, Hương Ú đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1 rồi. Trên đây là khu vực này sẽ làm một cái sảnh chờ riêng lẻ cho quý anh chị mình có thể làm phòng thờ hoặc là mình có thể làm phòng sách ở khu vực này. Ở tầng trên không gian sảnh chờ này sẽ là một bóng đèn pha lê và những cái hệ thống đèn LED đã thắp sáng hết mọi nơi cho quý anh chị mình rồi ha. Và tiến ở đây thì sẽ là một cái phòng ở cuối dãy nhà. Phòng này rộng lắm, phòng này có nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong, đầy đủ công năng cho quý anh chị, không thiếu gì hết anh chị, rất là riêng tư cho gia đình mình luôn ha. Phòng ốc thì rộng rãi thoáng nè, có cửa sổ mát mẻ cho gia đình mình nữa. Khu vực ở đây thì dân cư ở rất là đông nên về đây mình sinh sống không có sợ bị buồn. Trên đây thì sẽ cho mình là hai phòng ngủ, một phòng thờ và hai nhà vệ sinh anh chị ha. Mình di chuyển cùng Ú qua khu vực không gian này thì qua đây sẽ là cái phòng lớn hơn ở cái phòng kia. Gia đình mình mà có thành viên hơi đông người thì cái ngôi nhà này Hương thấy là mình sống rất là thoải mái luôn nè. Có xe hơi thì càng tốt đó, rộng rãi anh chị ha. Có một cái ban công rộng dài xuyên suốt ra đây, trời ơi mát ghê luôn anh chị. Nhà mình là nhà hướng đông á nó, nên bước vào ngôi nhà rất là thoáng mát. Ở đây thì đường thông nữa đó, đường thông hai hướng cho quý anh chị mình tiện lợi luôn, thông ba hướng luôn anh chị. Cái hướng trong đó thì Ú chưa có đi, còn như hai cái hướng này thì mình đều là chạy ra là cái con đường là Đinh Đức Thiện nó dài gần ngay chỗ khu công nghiệp Cầu Tràm á. Mình đây mình chạy thẳng ra thì tầm khoảng có vài trăm mét ha thì mình sẽ đụng là cái con đường là 826 rồi đó, Đinh Đức Thiện nó dài ngay đường 826. Thì từ đầu đường 826 phía đó mình chạy về khu công nghiệp Cầu Tràm của mình á, có chút xíu à, sát bên là chị không có xa đâu, mình về chợ Bình Chánh mình tầm khoảng 5 phút di chuyển xe máy thôi. Đường xá rộng rãi lắm quý anh chị thấy không, rất là thích luôn. Mật độ dân cư nè, nhà ở nè, quá trời đông luôn rồi. Với lại cái mẫu nhà này là mẫu nhà mới nữa, bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện xong là Hương đã đến cập nhật thông tin để gửi đến cho quý anh chị mình rồi. Giờ thì em Hương Ú xin một lần trao đổi lại ha. Nhà mình với một cái diện tích là ngang 5 và dài vèo thì tới tận là 25, một trệt một lầu cho quý chị mình là 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và một không gian thờ. Có sân trước cho mình đậu xe hơi, sân sau hướng gió trời, mẫu nhà là mẫu tân cổ điển, sổ hồng riêng, giá tổng 2.550.000, còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ luôn. Sổ thì có sẵn, có lúc nào quý chị mình đi công chứng, lúc nào cũng được cả. Và kim châm của làm việc của kênh nhà xịn Bình Chánh luôn cam kết với quý chị mình là nhà thật, giá thật, vị trí thật,
không xạo không ảo để tránh mất thời gian của nhau thì có sao. Thì em Hương đã nói vậy cụ thể trên video rồi, và còn có mọi thắc mắc thêm nữa thì quý anh chị cứ kết bạn hoặc là liên hệ trực tiếp cho Hương. Hương sẽ gửi thông tin sổ sách và tư vấn chính xác hơn một lần cho quý anh chị mình trước khi mình dự định về đây, và cũng có thể là Ú sẽ gửi vị trí cho quý anh chị mình tham khảo để coi là khu vực này có thuận tiện cho quý anh chị mình về các trung tâm quận huyện đi làm hay không nữa. Với lại bên Hương Ú vẫn có rất là nhiều mẫu nhà, giá cả thì đa dạng cho quý anh chị mình lắm, có nhiều sự lựa chọn hơn. Và bên Hương vẫn nhận nhà ký gửi chính chủ ha. Những quý cô bác anh chị mình và những anh chủ đầu tư có mẫu nhà nào cần ký gửi thì liên hệ trực tiếp cho Hương Ú các bạn Zalo, gửi thông tin sổ sách vị trí, Hương Ú sẽ đến quay review cho quý anh chị mình được bán mau hơn. Giờ thì em xin phép được kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại quý anh chị mình ạ.